Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Đây là kênh YouTube máy thủy nhật của mình. Còn mình là Nghiêm. Sáng hôm nay mình chuẩn bị test nổ cho một em Yamaha cao tốc nè. Trước khi test nổ mình sẽ giới thiệu sơ qua nha. Đây là Yamaha cao tốc bê tông 104. Model nó là MD580 200 mã lực 2850 tua. Góc nhỏ gọn, hiện tại mình đang chơi gỗ dưới này nha. Góc nhỏ gọn, trọng lượng cỡ 700 kg nha. Em này đang hộp số 3205 nha. Và nên em nào muốn thay sạc số nào thì vui lòng để liên hệ mình. Anh sẽ đổi kết cấu hộp số theo nhu cầu của anh em. Nước sơn riêng trả DS. Chất lượng thế nào thì anh em mình xem clip, hết clip đánh giá chất lượng cho mình nha. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Đây là nước sơn riêng trả DS chưa tháo gì. Từ dưới lên trên rất là đẹp luôn. Anh em nào quan tâm vui lòng liên hệ số người bên dưới. Những con máy mình nhập tiếp nhận là mình hỗ trợ bao chất lượng tốt, hơi tốt, máy hoạt động tốt cho anh em luôn. Anh em nhu cầu máy gì thì vui lòng liên hệ số vậy. Bên dưới hiện tại trong kho của mình còn rất nhiều nha, những máy hai bên trong và ngoài, hiện tại tài chuẩn bị mua rồi, mình đang tranh thủ nổ cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Yamaha cao tốc MD580 200 mã lực, góc nhỏ gọn luôn. Rồi, đây clip tiếp nổ cho nó có em nó. Anh em có nhu cầu máy gì vui lòng để comment bên dưới nha. Cảm ơn em rất nhiều.